một phái đoàn ngoại giao lớn với đại diện từ 25 quốc gia do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu đã tới thăm trại tị nạn Jenin ở vùng bờ Tây hôm ngày 8 tháng 7 nhằm đánh giá mức độ thiệt hại tại đây sau chiến dịch quân sự lớn nhất của Israel trong hai thập niên qua. Đại diện của Liên minh châu Âu tại vùng bờ Tây và dải Gaza, Sven Busdorf, cùng hơn 30 nhà ngoại giao đã đi quanh khu trại, trò chuyện với mọi người và báo giới. Chúng tôi muốn báo cáo lại những gì đã xảy ra ở đây bằng cách lắng nghe những người chịu ảnh hưởng từ cuộc tấn công quân sự ồ ạt này. Sau đó chúng tôi muốn báo cáo về thiệt hại, những gì chúng tôi đã thấy để có thể thực hiện các biện pháp nhằm phục hồi sự ổn định, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho người dân. Ông Busdorf còn khẳng định việc cần làm không chỉ là sửa chữa, tái thiết trại tị nạn. Ông kêu gọi cần phải có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Israel-Palestine, chấm dứt vòng xoáy bạo lực, chấm dứt việc chiếm đóng. Trước đó, hôm 6 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc không kích và tấn công của Israel vào trại tị nạn Jenin. Đại sứ của Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan đã yêu cầu ông Guterres rút lại việc lên án Israel, đồng thời gửi thư tới 15 thành viên Hội đồng Bảo an và ông Guterres trước khi Hội đồng nhóm họp để nhấn mạnh rằng trong năm vừa qua, 52 người Israel đã bị người Palestine sát hại và nhiều cuộc tấn công đã được tiến hành từ Jenin hoặc từ trong khu vực.